Ngày 9 tháng 5 năm 2017, tại Công viên Than Nam Mẫu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Tự vệ Công ty Than Nam Mẫu. Tham dự lễ công bố có các đồng chí Đại tá Lê Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ TKV, đồng chí Đoàn Phi Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TKV, các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Uông Bí cùng đại diện cán bộ chiến sĩ tự vệ Công ty Than Nam Mẫu. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định thành lập Tiểu đoàn Tự vệ gồm 249 cán bộ chiến sĩ cho công ty, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, chính trị viên và chính trị viên phó. Tại lễ công bố quyết định, đồng chí Lê Văn Long đánh giá cao công tác an ninh quốc phòng tại Than Nam Mẫu thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho tiểu đoàn tự vệ để đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh trật tự trong công ty, cũng như trên địa bàn thành phố Uông Bí.